Kiếp. Tác giả Du Phong Vân. Tập 7. Lúc mình vừa đi đến phòng trang điểm thì cũng gần đến giờ quay chương trình. Sau khi trang điểm qua một lần, cô tiện tay vào nhà vệ sinh trước khi quay hình. Tầm buổi trưa, nhà vệ sinh cũng khá vắng vì bây giờ này mọi người đã đi ăn trưa hết. Lúc cô bước vào, chỉ có một cô lao công đang quét dọn. Mình nhìn mình trong gương, thấy mọi thứ đã ổn. Cái áo sơ mi đen cũng đã được hong khô vết trà sữa. Gương mặt trang điểm hài hòa đúng chuẩn. Cô vào trong phòng vệ sinh nhỏ, khóa cẩn thận, sau đó cởi khóa váy. Bên ngoài hình như có tiếng bước chân người đi vô. Mình cũng không mảy may suy nghĩ, vì người ra người vào nhà vệ sinh là chuyện hết sức bình thường. Cô sau khi giải quyết xong đứng dậy kéo váy, chưa kịp mở cửa, đã nghe bên ngoài có người chặn cửa phòng vệ sinh của mình. Cùng lúc đó, ào ào, từ bên phòng bên cạnh nước tuôn xối xả vào người cô. Mình hoảng loạn, cô một tay đập cửa, một tay lau nước đang chảy dài xuống trên mặt mình. Thả tôi ra rồi nói chuyện. Bên ngoài im bặt, không một tiếng động. Mình lại đập cửa ầm ầm, nhưng mặc nhiên không nghe bất kỳ âm thanh nào. Cô cố gắng bình tĩnh áp tai vào vách cửa, liền nghe tiếng bật cửa của phòng vệ sinh chính, hình như cũng bị khóa mất. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, trễ mất giờ ghi hình của cô rồi. Cứ vậy cô đập cửa không ngừng nghỉ. Cô biết rõ cô bị người ta hại, nhưng mà giờ đây chuyện được ra ngoài mới là chuyện quan trọng hơn. Mình lắc lắc cho khô người, bây giờ chỉ có cô mới cứu được cô thôi. Trên người cô cũng không có điện thoại, không thể gọi cho ai cầu cứu được. Hiện tại chỉ còn một cách là cô leo ra bên ngoài rồi tính tiếp. Mình tháo giày cao gót, sau đó quăng ra bên ngoài. Chân cô đạp lên bồn cầu, sau đó vịn vào thành cửa mà trèo ra. Hôm nay cô mặc váy ôm, leo ra lại thêm phần khó khăn, mà quan trọng nhất là nhảy từ trên cao xuống. Không có điểm tựa mà khoảng cách cũng không phải là gần. Mình leo lên đến trên, cô phải hít mấy hơi thật sâu mới dám nhảy xuống. Kết quả, người cũng chạm đất, nhưng hình như mắt cá chân của cô bị trật khớp rồi. Nhìn đồng hồ cô hoảng hốt, trễ mất 10 phút rồi. Mình vội vàng dựa thành phòng vệ sinh để đứng dậy, nhưng vừa vịn vào chưa kịp đứng, cô đã bị vết trơn ở trên sàn nhà làm cho ngã đập đầu ra sau. Cảm giác ê ẩm toàn thân, nhất là phần đầu, làm cho cô muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Sờ sờ xung quanh sàn nhà, lửa giận trong lòng cô lại dâng cao nghi ngút. Con bà nó chứ, chơi dơ, dội nước lau nhà đậm đặc đầy sàn. May cho cô, hồi nãy nhảy từ trên cao xuống mà không bị gãy tay gãy chân. Lại nhìn đồng hồ, trễ rồi, nhưng mà sao không ai đi tìm cô? Trong lòng dấy lên quá nhiều câu hỏi. Cô biết lần này cô bị nhốt, bị tạt nước không phải do ai khác ngoài đám người của Mộc Trà. Nhưng mà không ai ở khâu ghi hình đi tìm cô thì lại là chuyện khác. Rõ ràng, hồi nãy cô có nói là bảo vệ là đi vệ sinh một lát, không lẽ chị trang điểm lại không báo lại? Lắc lắc đầu, cô lết lết ra trên nhà, đi ra đến cửa chính phòng vệ sinh, dặn chốt cửa, bị khóa rồi. Mình mím môi, cô thầm nghĩ, bọn người này âm mưu lớn thật, nhưng mà hình như không phải đơn giản như những gì mà cô thấy. Mộc Trà thủ đoạn, nhưng trong thời gian nhanh nhất, vậy mà làm sao cô ta có thể chuẩn bị hết được. Thêm nữa, chị trang điểm cho cô hôm nay không lẽ không biết cô vào nhà vệ sinh mà đi tìm sao? Chị trang điểm này hình như rất thân với Trang. Mình ngồi dựa vào cửa chính trong phòng vệ sinh, bao nhiêu ý nghĩ lung tung như được xâu chuỗi lại rõ ràng. Trong nhà đài này, nếu ghét cô nhất là Mộc Trà, thì nhì có lẽ là Trang và chị Bình. Nhưng mà chị Bình nhất định không có chơi xấu cô bằng thủ đoạn như vậy. Chỉ còn lại hai con người kia thôi. Đưa tay lên xem đồng hồ,
Bây giờ đã trễ hơn 25 phút rồi. Chương trình chắc cũng đã quay xong. Tiếp theo chương trình của cô hôm nay hình như là lịch ghi hình của Mộc Trà với Tông Dân thì phải. Tông Dân. Mím môi cười, người đã vô tình với cô thì cô cũng sẽ vô nghĩa lại. Chưa kể mưu kế này vừa vẹn một mũi tên trúng cả hai đích. Ngồi đợi trong phòng nhà vệ sinh một lát nữa, mình canh kịp lúc người đi qua lại nhiều, cô liền đập cửa kêu cứu. Rất nhanh sau đó, cô được mọi người cứu ra. Toàn thân cô vết thương vết trầy khắp nơi, mắt cá chân bị sưng u lên một cục to, khuỷu tay bị trầy xước hết cả. Chưa hết, đầu gối chân còn thê thảm hơn, cả máu vẫn còn rỉ không ngừng. Trên tay trên mặt bị mấy vết trầy, trên trán đầu u to đỏ trực. Đầu tóc cô rối bời, quần áo thì xộc xệch, nhìn cô không khác gì vừa mới thoát khỏi chiến trận trở về. May sao, người cứu cô là anh em bên ekip đạo diễn Đức. Bọn họ xúm nhau dìu cô đứng lên, cũng có ý định đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô không chịu. Một hai bác họ đưa cô đến phòng ghi hình. Cô muốn tố cáo người hại cô. Anh em trong tổ nghe cô kể cũng bức xúc hơn. Họ dìu cô đến phòng ghi hình. Tông Dân vừa hay đang nghe Một Trà kể lể, mình cố ý hất trà sữa lên người cô ta. Anh cảm thấy thật sự rất phiền phức. Mình có hất có ép cô ta uống cũng được. Anh không có rảnh mà quản cô ta. Anh chỉ xót cho mình cũng bị cô ta vấy bẩn. Đang định kêu đạo diễn cho ghi hình nhanh một chút, sau đó đi tìm Minh, thì anh lại thấy cô được người ta dìu tới. Bộ dáng của cô thê thảm còn hơn chữ thê thảm, nó hiện ra trước mắt anh. Ánh mắt cô nhìn anh như rưng rưng nước mắt, hai tay đang cầm kịch bản của anh siết chặt. Chưa kịp chạy đến chỗ cô, đã nghe cô cất cao giọng. Mộc Trà, cô hại tôi như vậy để làm cái gì? Mộc Trà trố mắt. Cô thầm nghĩ trong đầu, cô chỉ là cùng trợ lý tạt nước lên người của Minh thôi, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Sao tôi có làm cái gì cô đâu? Minh tay run run chỉ vào Mộc Trà, chân cô đi khập khiễng không cần người đỡ. Giọng nói cô run rẩy, bộ dáng thê lương khiến cho toàn bộ phim trường đều chấn động theo, hốc mắt đỏ ửng, cô nghẹn ngào. Mộc Trà! Tôi và cô chỉ vô tình da quẹt ở căng tin thôi, cũng hứa sẽ đền cái váy cho cô rồi. Mà sao cô lại hại tôi thành ra như vậy? Vừa nói dứt lời, chưa kịp cho Mộc Trà có cơ hội phản bác, cô đã trực tiếp ngất xỉu xuống đất. Tông Dân là người đứng xa nhất, nhưng khi thấy cô đi khập khiễng, anh đã đi từng bước lại gần. Vừa lúc cô xỉu đi, anh cũng là người chạy lên trước ôm lấy cô. Anh chạm được vào người cô, cả người cô mềm nhũn, tay chi chít vết thương, trên trán cũng u một mảng. Bao nhiêu giận hờn trong lòng anh đều bị đau xót thay vào hết. Anh bồng cô đứng dậy, chạy nhanh ra cửa, hét lên với nhân viên trong đoàn. Bỏ chương trình hôm nay, kêu Kiệt thay người khác vào chương trình này đi. Tông Dân vừa bồng cô chạy như bay ra ngoài, anh vừa lẩm nhẩm không ngừng. Cố lên Minh, anh ở đây rồi, cố lên. Phía sau, trợ lý Kiệt cũng chạy theo anh. Công việc bên kia cũng đã có thư ký thay anh sắp xếp. Bây giờ, chạy theo phó tổng là ưu tiên trên hết. Mình nằm yên tĩnh trong lòng Tông Dân. Cô cũng mệt mỏi lắm. Thôi, ngủ một chút cái đã. Mọi chuyện giao lại cho Tông Dân là xong. Lúc Minh tỉnh dậy, đã là buổi chiều. Cả người cô âm ỉ đau nhức. Thú thật, cô cũng không có bị nặng đến như vậy. Chỉ là nếu lần này cô không lập mưu trong mưu thì sẽ cũng không có cơ hội tốt hơn để lật đổ luôn Mộc Trà. Mộc Trà với cô cũng không tính là thù hằn gì, nhưng nếu cô ta vẫn cứ tìm cách hãm hại cô hoài như vậy thì không được. Cô có thể hiền, nhưng hiền đúng với người cần hiền. Còn những ai gian manh thì tốt nhất không có nên nhân nhượng. Nhìn quanh căn phòng, trên tủ có hoa hồng thơm, bên cạnh thêm một giỏ trái cây nhìn khá là đắt tiền đó. Cô nhớ, trước khi cô chìm vào giấc ngủ, thật sự thì Tông Dân là người đưa cô đến đây. Vậy anh ta đi đâu nữa rồi? Vừa mới đặt chân tính xuống giường, cô đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa. Tông Dân vừa thấy cô, anh vội vàng chạy tới. Xuống làm cái gì?
em nghĩ thêm đi. Nhìn thấy anh quan tâm đến cô, bao nhiêu giận hờn lại đổ dồn lên. Cô sụ mặt, giọng khàn đục. Đi về nhà. Tông Dân cuống quýt, anh vội chụp tay cô. Tại sao lại về? Em vẫn chưa có khỏe mà. Minh rưng rưng nước mắt. Cô nhìn anh, gương mặt tràn trề quỷ khúc. Anh cần gì tôi nữa? Tôi đi về nằm ở nhà một mình cho anh dựa lòng. Anh nhìn cô, gương mặt ngốc trệ, mất hết mấy giây. Cô lại nghĩ anh muốn cô về, nên lại khăng khăng đòi đứng dậy, không chịu ở lại bệnh viện nữa. Đó, thôi, để tôi đi về. Tôi đi về cho anh vừa lòng há dạ của anh. Tông Dân nhìn bộ dáng một bụng quỷ khuất của cô, anh nhịn không được bật cười. Không nói không rằng, trực tiếp bồng cô lên, giật cô nằm ngửa ra giường. Cả người anh chồm lên người cô, gương mặt hai người đối diện rất gần. Sao? Anh không cần em. Em không biết đến tìm anh hay sao? Minh hoảng hồn. Hai tay cô bị anh ấn chặt trên giường. Cả người cũng bị anh khống chế. Cô có ý muốn vùng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Không thể nào thoát khỏi anh được. Cô nhìn anh lý nhí. Anh, buông tôi ra đi. Tông Dân vẫn không có ý định buông cô. Anh giữ chặt cô hơn, ép cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Trả lời anh đi, vì sao lại không đến tìm anh? Hết cách, cô đành phải cúi đầu trả lời. Anh không nghe điện thoại, nhắn tin anh không trả lời. Ở đài anh cũng không có muốn gặp tôi. Vậy tôi tìm anh để làm cái gì? Anh có quan tâm gì đến tôi nữa đâu. Vừa nói, hốc mắt cô đỏ ửng. Anh nhìn thôi mà cũng thấy ruột gan muốn lộn phèo hết cả lên. Ngốc quá. Vuốt tóc cô, anh dịu dàng nói. Sao em ngốc vậy? Em thử đi tìm anh một lần không có được sao? Cô ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn anh. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Đi tìm anh thì anh sẽ lại quan tâm đến em sao? Anh không có ghét em nữa chứ? Anh nhìn cô, trái tim không biết từ khi nào đã mềm nhũn đi. Anh chờ bao nhiêu lâu cũng chỉ chờ lời nói này của cô. Anh sẽ luôn quan tâm đến em. Nếu cảm thấy cuộc sống trả thù này vô vị quá, thì đồng hành cùng với anh đi, có được không? Đồng hành cùng với anh? Mình mím môi, nước mắt vô thức rơi xuống, chảy dọc xuống khóe môi. Mùi vị mặn mặn, xộc vào miệng. Đây chính là mùi vị của nước mắt. Cuối cùng, thì anh cũng chịu quan tâm đến cô, cũng chịu cùng cô nói thương nói ghét. Ngước mắt lên nhìn anh, cô lại không biết trên môi đang cong lên thành nụ cười. Đồng hành bao lâu? Một tháng, một năm, 10 năm, 200 năm? Tông Dân bật cười. Anh đưa đôi môi tiến đến gần sát môi cô. Hơi thở của anh thoang thoảng mùi hương kem đánh răng, vị bạc hà, dễ chịu và thơm mát. Hai cái mũi chạm vào nhau, anh nhu tình nói. Đến khi nào anh chết thì thôi. Em thấy đã đủ chưa? Minh mỉm cười, cô gật đầu. Sau này anh không có được chết trước em, anh phải sống thật tốt để thay em chăm sóc cho con chúng ta nữa chứ, được không? Tông Dân thoáng sững sờ. Con của chúng ta? Minh thấy biểu hiện của anh, cô có chút chột dạ. Sao, anh không muốn hả? Nếu vậy... Cô chưa nói hết câu, đã nghe anh cuống cuồng lên giải thích. Không, tất nhiên là anh muốn rồi, chỉ là anh mừng quá mà thôi. Minh nhẹ thở ra, cô lại cứ tưởng là anh không muốn. Đưa tay ôm anh, cô nói nhỏ. Em thật sự rất thích anh làm bạn trai của em nghe. Trong không gian tĩnh lặng, lâu lâu lại có tiếng bước chân người đi ngoài hành lang. Trong phòng, Tông Dân đang ôm cô, gương mặt anh tuấn mỹ mà rạng rỡ. Đó là gương mặt của sự hạnh phúc. Được. Về sau anh sẽ là bạn trai của em. Nói rồi môi anh áp xuống môi cô. Vì sợ cô không có thích ứng được, nên anh rất nhẹ nhàng, cứ như đang nâng niu một bông hoa đẹp. Môi chạm môi, từng cái hơi thở nóng rực phả vào nhau. Anh nhấn cô xuống, bàn tay đang siết vào tay cô.
cả hai như muốn hòa vào nhau làm một. Mình hôn anh có chút chật vật, còn anh lại vô cùng điêu luyện. Cũng không trách được anh, người đào hoa đẹp trai như anh mà hôn môi tệ thì còn cái gì để nói nữa chứ. Tông Dân nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp môi cô. Anh đưa đầu lưỡi quét một vòng quanh bờ môi đỏ rực của cô. Đang lúc cao trào, cửa lại được mở ra, vang vọng vào đó là giọng nói thánh thót của trợ lý Kiệt. Phó tổng, đã điều tra. Nói đến đây, trợ lý Kiệt liền thấy có một màn nóng bỏng trên giường. Gương mặt anh từ bừng bừng phấn khởi chuyển sang xanh đỏ rồi lại xanh. Không khác gì con tắc kè đổi màu theo cảm xúc. Trong lòng lại đang thầm gào thét ngàn lần rằng: chết mẹ rồi, lần này tiêu rồi. Tôi đi làm phòng thôi. Chưa kịp nhìn thêm hai người đang trai trên gái dưới ở trên giường một lần nữa, anh trợ lý nhát gan đã co giò chạy mất dạng, một cọng tóc mai cũng không nhìn thấy. Mình thẹn thùng, cô đẩy anh ra, đấm vào ngực anh mấy cái. Tại anh đó, anh ấy biết thì sao hả? Tông Dân nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, anh cười gian manh. Có làm sao đâu, anh còn muốn đi thông báo nữa nè. Không có được đâu, để mẹ biết thì không có được đâu anh à. Tông Dân nghe cô nhắc đến bà Chi cũng có chút lo lắng, nhưng dù sao cũng là mẹ anh mà, bà lại thích Minh đến như vậy nữa, anh thật sự cũng không có nên lo quá. Xoa xoa đầu cô, anh khẽ nói: không sao, anh lo được. Minh gật đầu, trong lòng cô cũng thật là lo lắng. Cô rất sợ bà Chi sẽ không đồng ý, hay nói là ghét bỏ cô nếu anh và cô nói ra sự thật. Nhưng mà cô tin anh sẽ giải quyết được thật tốt. Nhẹ thở ra, vòng tay ôm lấy hông của anh, mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc kia. Có anh ở bên cạnh thật sự là tốt quá. Tông Dân cũng ôm lấy cô. Hai người, hai số phận, hai cá tính, cứ tưởng sẽ chỉ là hai con đường thẳng song song, nhưng hóa ra lại là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm đích. Cuộc sống quả là không thể lường, tình cảm lại là thứ mua không có được mà bán cũng không ai dám mua. Sau hôm Minh xảy ra chuyện, Tông Dân cho trợ lý Kiệt điều tra một trà, cuối cùng cô ta cũng nhận là cố tình cùng với trợ lý của mình lập mưu hãm hại Minh. Nhưng có một điều, Mộc Trà luôn khẳng định là cô ta chỉ dội nước lên người Minh, chứ không có đánh Minh, cũng không có khóa cửa phòng chính của nhà vệ sinh. Tông Dân nửa tin nửa ngờ. Tất nhiên anh cũng tìm ra được điểm không có hợp lý ở người trang điểm cho Minh. Nhưng cô gái đó lại nói cô ta đau bụng đến ngày nên xuống phòng y tế xin thuốc. Anh cũng có cho người kiểm tra, thì những lời nói của cô ta hoàn toàn là sự thật. Vì đến đó lại mất dấu vết nên anh chỉ có thể đình chỉ công tác của Mộc Trà. Nể tình cô ta từng có công cho đài nên anh không có ra lệnh sa thải. Thanh lý hợp đồng anh vẫn đền bù cho cô ta thỏa đáng. Chuyện của Minh và Mộc Trà đến đây thì chấm dứt. Phần thắng chắc chắn là của Minh. Trong căn phòng khá tối, giọng một cô gái non nớt nhỏ nhắn vang lên. Thật sự em cũng đâu có đánh cô ta đâu, sao lại thành ra như vậy chị? Bây giờ thì cô ta thắng rồi, càng nghe càng thấy một trà vô dụng. Giọng một người phụ nữ tiếp theo. Chứ chị đã kêu em trông cậy vào Mộc Trà chưa? Cô ta đầu óc tính toán ngu lắm, nhưng mà có thật là em không có làm gì Minh không? Cô gái nhỏ nũng nịu ôm lấy người phụ nữ. Thiệt mà, có mình em thì em đánh ai được, chị lại không tin em hả? Người phụ nữ cười thành tiếng, ôm lấy cô gái nhỏ vuốt ve lên xuống. Chị làm sao lại không tin em? Nhưng nếu em nói như vậy thì chỉ còn một nguyên nhân, là do Phương Minh tự mình làm cho mình bị thương nhằm lật đổ Mộc Trà. Cô ta cũng là loại cáo già, sau lưng lại được phó tổng chống lưng nữa, thủ đoạn cũng không có vừa gì đâu. Cô gái nhỏ mím môi,
Ánh mắt cô ta hằn lên tia ghen tức độc ác. Nhưng khi đối mặt với người phụ nữ kia lại tỏ ra bộ dáng đáng yêu quỷ khuất. Chị Bình, chị giúp em trả thù đi. Cô ta mà ghét em thì em toi đó. Chị Bình cười nhạt, bàn tay chị nâng mặt cô gái nhỏ kia lên, khẽ hôn xuống bờ môi nhỏ hồng hồng. Chị tất nhiên sẽ lo cho em rồi, nhưng mà tạm thời đừng có gây chuyện nữa. Chị đã có cách. Trước khi có thông báo của chị, em nên tập trung vào công việc cho tốt nghe. Cô gái nhỏ ôm chị Bình, gương mặt cô ta gác lên vai chị, nên chị không thể thấy được vẻ mặt khinh bỉ, bỉm môi xem thường của cô ta. Môi cô ta cong lên, lời nói ra lại hết sức trơn tru. Trang yêu chị nhất, chỉ có chị Bình là đối tốt với em nhất. Tiếng cười ái muội của hai người nữ, sau đó là một trận quan ái cuồng nhiệt. Mình nằm bệnh viện 2 ngày thì được xuất viện. Anh em đồng nghiệp cũng muốn đến thăm, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Thật sự mấy vết thương trên người cô đều là do cô tự gây ra. Có cái thì do cô té, có cái cô cố tình làm cho bị thương. Thật ra thì cô không muốn bản thân mình chịu đau một chút nào. Nhưng mà đôi khi hy sinh một chút cũng rất tốt. Chí ít cô có thể loại được một đối thủ khá nặng đô. Xã hội này là vậy đó. Cô không hại người, nhưng chưa chắc người không hại cô. Nếu có người đã muốn lấn cô một bước, thì cô chỉ có thể đáp trả bằng cách ép người một trượng. Sống mà không vì bản thân mình thì trời không dung, đất không tha. Nhưng nhịn mãi chỉ làm cho người khác càng hống hách và càng ngông cuồng. Cô không có cổ xí cho việc hại người để đạt được mục đích của bản thân. Nhưng trong vài trường hợp, người đẩy ta một cái, ta cũng không thể đứng im để bản thân bị thương một cách vô ích. Mình sau đó đi làm lại. Chương trình của cô vẫn như vậy. Tông Dân cũng không có muốn cho cô ôm đồm quá nhiều chương trình. Lúc đầu anh đưa cho cô vào làm trong nhà đài là muốn cô giúp anh. Nhưng sau này, khi xác nhận tình cảm của mình, anh lại không muốn cô phải nhọc lòng mệt mỏi thêm. Nhưng mà để cô không làm gì, lại nhàn rỗi quá, sợ cô buồn chán. Nên anh chỉ còn cách để cô tham gia vài chương trình chống cho cô buồn bã thôi. Buổi chiều sau khi tan làm, anh đưa cô đến một cửa hàng chuyên làm món cay tứ xuyên Trung Quốc. Gọi một bàn lớn, cô vừa ăn hít hà cay xè khói. Cay quá à, tôm đất ngon nhưng cay chết người luôn đó. Tông Dân nhìn bộ dáng của cô, anh phì cười đưa cho cô một ly nước lạnh. Từ từ thôi, cay quá để anh gọi phần ít cay cho em. Mình xua tay, cô vừa ăn cái mớ thịt tôm được anh lột sẵn để trong cái chén vừa nói. Không cần kêu nữa đâu, cay nhưng vẫn ngon lắm. Anh vừa lột vỏ tôm, vừa ngước mắt lên nhìn cô. Gương mặt cô nhỏ nhắn, lại ửng hồng hai má, nhìn đáng yêu vô cùng. Thấy môi cô dính một ít sốt tôm ra ngoài, anh nhanh tay rút một ít khăn giấy lau giúp cho cô. Ăn để ý một chút, em coi em kìa. Mình không quan tâm lời anh nói, cô vẫn vừa ăn vừa líu lo, run run vui vẻ. Tông Dân lắc lắc đầu, anh thật sự bó tay với cô. Mỗi khi được ăn ngon, cô lại giống như con người khác, vui vẻ đến không thể tưởng. Nhưng mà anh lại thích cô như vậy. Cô cứ vui vẻ trẻ con mãi, như vậy cũng được. Cuộc sống của cô trước đây đã đau khổ quá nhiều rồi. Hai người vẫn cặm cụi lột vỏ tôm. Đang ăn giữa chừng, lại nghe được tiếng nói khá quen thuộc. Mình, sao em ở đây? Phó tổng nữa. Mình ngước mắt lên nhìn. Mẹ ơi, đám người của đạo diễn Đức. Mình nhìn Tông Dân, sau lại nhìn lại cô. Phút chốc cô đứng dậy, cười cười. Chào mọi người đi đâu đây? Một anh trong nhóm đứng ra trả lời. Quán này là của nhà anh Huy, bọn anh hay đến đây lắm. Còn em sao lại đi cùng với phó tổng? Không lẽ... Cả bọn người phía sau cũng nhao nhao lên. Mình vội xua tay, cô lắc lắc đầu. Không, các anh đừng... Chưa nói hết câu, để nghe Tông Dân đứng dậy.
Anh ung dung thẳng thắn trả lời. Tụi tôi đã quen nhau. Bùm một cái. Thông tin anh vừa nói khiến toàn bộ những người đứng đó đều đờ người ra, mà nặng nhất là Minh. Cô gần như muốn quá đá ngay tại chỗ. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Đã trôi qua, không khí vẫn yên lặng đến ghê sợ. Đến giây thứ tư. Thật sao? Thật hả Phó Tổng? Trời ơi, tôi biết ngay mà, biết ngay mà. Cùng hỷ, chúc mừng em nha Minh. Phó Tổng là cực phẩm đó, em may mắn ghê. Tụi tôi giao cái bông hồng của Khâu hậu trường cho anh nha Phó Tổng. Rước cô ấy đi luôn đi, đừng có trả lại, tụi tôi không có nhận đâu. Mình nghe hết những gì anh em Khâu hậu trường nói mà cô cảm thấy giận điên người. Hóa ra giá của cô tệ đến như vậy sao? Nè nè, mấy anh giữ mặt mũi cho em chút đi. Tông Dân cũng bật cười, kéo tay Minh lại, có chút nghiêm túc nhìn đám người trước mặt. Mong các anh em đừng có tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của Minh. Tụi tôi bây giờ chưa muốn công khai với nhà đài. Mọi người nghe Tông Dân nói, ai nấy đều gật đầu chắc nịch, hứa sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Cứ vậy, việc cô và anh hẹn hò đã có người biết. Cô cũng không biết là bí mật này được giữ kín bao lâu. Nhưng mà dù thế nào cô cũng cảm thấy rất vui. Vui vì Tông Dân đồng ý không có tiết lộ rình rang. Cũng vui vì anh có thể hiểu được cho cô. Thật sự thân phận của cô cũng có chút đặc thù. Đêm hôm nay, vì mua chuộc anh em, Tông Dân đã bỏ ra khoản tiền không nhỏ để đãi đám người này ăn nhậu bé nhè. Mình cảm thấy tiếc tiền thay cho anh, nhưng cô lại quá no, không thể nhét thêm thức ăn vào được nữa. Hết cách thôi. Rồi để tránh lãng phí, cô cùng với anh em uống bia góp vui. Kết quả không ai say, mà cô lại có chút say tối mắt. Hết nói nổi luôn. Mình đi đứng có chút loạn choạng, cô quơ tay. Chào các anh nhớ giữ lời. Giữ lời đó nghe. Mấy vị đồng thanh đáp lại. Sau đó, ai nấy đều lục tục ra về. Tông Dân vừa ôm lấy cô, vừa dìu cô ra tới cổng, đưa cô lên xe thắt dây an toàn. Em lại uống say nữa rồi. Mình thật sự cũng không có say lắm. Nghe anh trách, cô cười cười. Em say đâu, vẫn tỉnh táo nè. Tông Dân nhìn cô, anh nhéo nhẹ lên mũi cô. Chỉ giỏi mồm mép thôi, ngồi yên để anh đưa em đi về. Chạy chừng 15 phút, xe dừng hẳn. Mình nheo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, cô ngạc nhiên. Đây là nhà anh mà, sao đưa em về nhà? Anh giúp cô tháo dây an toàn. Em quên là mẹ đi du lịch với dì Hà rồi à? Em lại say nữa, về đó một mình ai chăm sóc cho em? Mình đờ người, cô quên mất bà Chi hôm nay đã đi du lịch đến tháng sau mới về. Trời ơi, cô thầm than sao mẹ lại đi lâu dữ vậy? Tông Dân tháo dây an toàn cho cô xong, sau đó anh xuống xe mở cửa giúp cô. Xuống đi cô nương. Minh gật đầu, cô chậm rãi theo sau anh đi vào nhà. Căn nhà này của Tông Dân cũng không tính là rộng, dạng nhà phố, nhưng được cái điểm là nằm trong khu nhà giàu. Minh cũng có đến đây vài lần cùng bà Chi, mặc dù không có quen thuộc lắm, nhưng cũng không cảm thấy xa lạ. Sau khi vào nhà, anh đưa cô lên phòng, lấy giúp cô cái áo sơ mi rộng của anh cùng cái quần đùi đi bơi. Đem qua phòng cho cô, anh cười cười, ung dung nói. Đi tắm đi, đồ lót anh không có, nhưng mà ban đêm chắc không có mặc cũng không sao. Anh cho người đi mua rồi, sáng mai họ sẽ đem tới. Mình nhìn anh, hai bên má của cô tự dưng nóng ran lên. Ôm lấy bộ đồ trong lòng, cô lúng túng nói với anh. Được rồi, anh đi ra đi. Em tắm. Tông Dân nhìn bộ dáng ngại ngùng chính mặt của cô, anh cười điểu. Hay là cần anh tắm giúp cho không? Mình giận đùng đùng, cô đứng phắt dậy đẩy anh ra cửa, cũng không quên đóng luôn cửa lại. Lúc vào đến phòng tắm mà cô vẫn còn nóng rực,
Thật sự là xấu hổ quá đi. Tám táp mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mình cảm thấy thật sảng khoái. Mùi bia cũng vơi đi phần nào, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, xé một chút cô đã giật bắn người. Ôi mẹ ơi, sao anh vào được, em đã khóa cửa rồi mà. Tông Dân cũng tắm xong, thân trên không có mặt gì, lộ ra dòng ngực rắn chắc cùng cơ bắp chắc nịch, khiến lòng cô có chút rạo rực. Phía dưới là quần thể thao, anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường đọc báo. Nghe tiếng cô, anh buông tờ báo xuống giường, môi cong lên. Nhà của anh, em quên rồi hả? Mình thật sự muốn bật cười. Hồi nãy anh hình như là đọc báo ngược thì phải. Cái tên này, muốn làm cái gì đây chứ? Nhưng đây là phòng của em mà, anh về phòng mình mà ngủ đi. Anh thích ngủ ở đây hơn. Anh không có sợ em làm gì anh. Em thì sợ cái gì chứ? Tắm xong rồi thì đi ngủ đi, trễ rồi. Nói xong, anh nằm xuống, hai mắt nhắm kịch, cứ như là sẽ thật sự ngủ. Mình mỉm cười, cô cũng không cảm thấy ngại cho lắm. Dù sao thì anh và cô cũng xác định mối quan hệ lâu rồi. Việc thân mật trước sau gì không xảy ra chứ. Nhưng mà nhìn bộ dáng của anh, cô bỗng dưng thấy buồn cười. Không ngờ người lớn xác to đầu như anh mà lại e dè tới như vậy. Kéo cái mền nằm xuống. Gì thì gì, cô cũng nên nằm xuống cái đã. Hôm nay có chút mệt rồi. Cả hai nằm yên tĩnh được gần 30 phút. Ngay lúc mình chuẩn bị vào giấc ngủ, lại cảm nhận được có người đang ôm mình. Hé mờ mắt, thấy anh vòng tay ôm cô cũng không cự tuyệt xoay người ôm lấy anh. Môi hai người khẽ chạm vào nhau, tạo nên một mồi lửa sắc bén. Trong đêm tĩnh mịch, một nam một nữ ôm nhau hôn say đắm. Tông Dân trở mình, nằm lên trên người cô. Môi anh phủ xuống môi cô, dư vị ấm áp mà quen thuộc. Mình cũng thuận theo anh, ôm lấy cổ anh, mặc sức cho anh mút mát môi cô không ngừng. Bên ngoài trời mây đen như giăn kính, gió lạnh lại như ùa về, mà trong phòng mùi vị của sự quan ái không sao phai đi được. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá nữa, quể quải dung tay, toàn thân lại truyền đến mấy cái đau nhức. Lết cái thân xác có chút mệt mỏi xuống giường, cô vào phòng vệ sinh tắm táp một chút. Hôm nay không có lịch ghi hình, cho nên cô không cần đến đài truyền hình làm gì. Lúc tắm xong, bước ra, đã thấy Tông Dân ngồi ngay ngắn, ăn mặc chỉnh tề nhìn cô. Thấy cô bước ra với bộ quần áo hồi tối, anh cong môi, mở tủ lấy cho cô một cái váy, sau đó nhét vào trong tay cô. Mặc cái này đi, một lát nữa anh đưa em về nhà lấy quần áo. Sao phải về nhà lấy đồ? Em ở đây với anh. Mình lại ung dung chọc ghẹo. Em đâu cần ở đây đâu, em ở một mình cũng được mà. Tông Dân bật cười, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc đều hiện rõ trên gương mặt. Được, vậy em cứ ở nhà, anh dọn đến ở cùng với em là được chứ gì. Mình nhéo vào tay anh một cái thiệt đau. Cô ôm bộ váy đi vào phòng. Sau hôm đó thì Minh dọn về ở cùng anh. Tông Dân cũng có ý, khi nào bà Chi đi du lịch về, anh sẽ thông báo việc của anh và cô, cũng sẵn tiện giải thích tất cả mọi chuyện. Đối với chuyện này, Minh không có ý kiến. Cô thật sự cũng không muốn sẽ giấu giếm bà mãi, nhưng mà nói ra sự thật với bà thì cô lại không muốn chút nào. Đêm đến, cô và anh ngồi ở ban công phòng khách ngắm trời về đêm. Trên tay cô là ly cà phê sữa nóng, anh lại uống cà phê đen. Cô ngước mắt lên nhìn anh có chút ưu tư. Anh à, nếu mẹ không đồng ý thì sao? Em có chút lo lắng. Tông Dân uống một ngụm cà phê đắng, anh buông tách cà phê xuống, kéo ghế lại sát ghế cô. Mẹ sẽ đồng ý, em yên tâm đi. Cô nhướng mắt nhìn anh, khoảng cách hai người rất gần. Cô gần như nhìn được da thịt anh rõ ràng nhất, da trắng môi hồng, ngũ quan tinh xảo, đúng là người đẹp như tranh, nam thần của mấy thiếu nữ. Trong lòng cô bỗng dưng có chút tò mò về Phương Minh, em gái anh. Dân,
Phương Minh vì sao lại mất? Tông Dân không nghĩ cô sẽ hỏi vấn đề này. Chuyện của em gái anh đã qua nhiều năm, anh thật sự không muốn nhắc tới. Nhưng khi nhìn gương mặt tò mò đáng yêu của cô, anh lại không có chống cự được. Nhẹ thở ra, trước sau gì cô cũng cần được biết. Biết bây giờ cũng không gọi là quá sớm đâu. Anh nhìn cô, vuốt ve tóc cô, giọng anh nhỏ nhẹ. Con bé trước kia cũng hay thường ngồi cùng anh như thế này. Thật sự nó rất ngoan lắm. Nếu nó không có bị giết, chắc bây giờ đang tung tăng ở bên Nhật rồi. Cô cả kinh, là bị giết thiệt sao? Thấy cô sợ, anh dội dỗ lưng xoa dịu, giọng nói cũng u buồn hơn. Chuyện cũng qua rồi, anh cũng không có ý định nói với em, vì lo là em sẽ sợ, nhưng mà hình như em cũng sợ rồi đó. Mình cũng biết sợ à? Cô cố đưa ra nụ cười tươi tắn nhất. Em vẫn biết sợ mà. Anh, em xin lỗi là em không biết. Có cái gì đâu mà xin lỗi. Đó là sự thật mà. Thời gian đầu nếu ai nhắc đến em gái anh đều không có vui, lại còn nổi cáu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Có đánh người ta thì con bé cũng không có sống lại được. Âu chắc cũng do cái duyên con bé nó ngắn ngủi, không cản lại được. Mình nhìn ra được sự tang thương trong lời nói của anh. Cô nắm lấy tay siết chặt. Em ở đây, anh đừng có buồn nữa. Nếu anh buồn, em ấy cũng sẽ buồn theo đó. Tông Dân nhéo vào mũi cô, anh cười nhẹ. Anh không sao, đối với anh thì trước sau gì cái thằng khốn đó cũng phải đi theo bồi cho con bé. Có gì mà buồn chứ? Anh nói ai? Hắn ta là ai? Anh ngước mắt lên nhìn về khoảng không phía trước, khịt khịt mũi, giọng nhạt nhẽo. Người quen, em cũng biết đó, là Lão Lâm. Mình rúng động trong lòng. Cô biết anh có thù với Lão Lâm, nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ đến cái nguyên nhân này. Cái này, Lão Lâm lại tại sao giết Phương Minh chứ? Tông Dân nhìn Minh. Anh biết cô không có hiểu, nhưng lại không dám hỏi. Anh cũng không có vội trả lời, đút tay vào túi quần, bộ dáng thong dong nhưng đượm nét u buồn. Năm con bé 19 tuổi, một lần đi sinh nhật của bạn ở nhà hàng, con bé quen biết một người đàn ông. Đêm đó, nó không về nhà. Anh gọi điện cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích. Mãi một tuần sau, người ta tìm thấy xác con bé ở gần nhà hàng trong một khu mại dâm nổi tiếng. Công an đến điều tra, kết quả cuối cùng là tự tử. Mắc cười lắm, đúng không em? Lý nào con bé lại tự tử chứ? Ngừng một chút, anh lại nói tiếp. Anh tất nhiên là không tin, nhưng thân phận của anh khi đó đặc thù, anh chấp nhận theo kết luận của công an. Bên ngoài anh vẫn cho người điều tra. Kết quả thu được khiến anh gần như chết sững. Đêm hôm đó, Lão Lâm cùng với đám lão già biến thái bắt nhốt, đánh thuốc con bé. Sau đó, lúc đó thế lực của Lão Lâm rất mạnh. Anh cũng chỉ là một tên nhóc choi, không có đủ quyền lực để lật đổ được ông ta. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Mấy năm qua, anh cực khổ, anh điên cuồng kiếm tiền. May mắn cho anh gặp lại được những người anh em chí cốt lúc còn du học ở nước ngoài. Lão đại anh cho người thăm dò điều tra thêm. Đêm đó, sau khi bắt con bé, lão già đó cho con bé dùng thuốc kích thích liều cực mạnh. Sau khi chơi chán chê, bọn chó già bỏ con bé ở lại khách sạn. Đến sáng hôm sau thì nó qua đời. Dựa vào quyền lực hiện có, bọn chó bưng bít và dựng thành hiện trường giả là con bé cắt cổ tay tự sát. Mẹ kiếp, khốn nạn quá mà. Mình nghe đến đâu, cơ thể cô lại run rẩy đến đó. Cô có thể cảm nhận được cả nỗi đau mà Phương Minh từng chịu đựng. Ghê tởm, bọn chó già đó thật là ghê tởm. Lão Lâm là tên biến thái chính hiệu. Lão ta thích chơi gái lạnh, đặc biệt là trẻ em. Hồ sơ mà lão đại điều tra về ông ta đi kèm với một loạt tội danh hiếp dâm và ấu dâm trẻ nhỏ. Con mẹ nó chứ, khốn nạn chó má như vậy mà vẫn giàu có, vẫn ung dung sống nhàn hạ trên đời này. Anh điều tra về lão, nhẫn nhịn mấy năm nay chỉ muốn một lần đánh gọn, đánh cho dây rễ của lão cũng phải hoại tử theo. Cái mạng chó của Lão Lâm anh không lấy, anh thề anh không làm người nữa. Nói đến đây, cơ thể Tông Dân dần rung lên, sự phẫn nộ không còn che giấu được nữa. Mình đứng bật dậy, cô ôm anh từ phía sau, cảm nhận được sự run rẩy của anh.
Hiện tại, cô không biết phải làm gì, cũng không biết nói gì để xoa dịu cái nỗi đau mà anh đang và đã chịu đựng. Anh với cô, nỗi đau nào cũng khiến đau nhức đến thấu tận tâm can. Xoa xoa bờ vai của anh, cô dựa vào lưng, nhẹ nhàng an ủi. Em ở đây nè. Nghe được tiếng cô, nghe được sự nỉ non nhẹ nhàng của cô, anh như bình tâm trở lại. Trong cơn ác mộng như tìm được lối thoát, anh ôm cô, cơ thể không còn run run vì xúc động nữa. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, tất cả nỗi lòng đều được vơi đi hết thảy. Ngước mắt lên nhìn trời cao, ai mà không có cho mình một vài ký ức đau buồn, nhưng anh lại may mắn khi có cô, đó là sự an ủi lớn nhất dành cho anh lúc này. Nghỉ hai ngày, Minh lại đến nhà Đài đi làm điều đặn như thường lệ. Sau việc hôm gặp Hiền ở cửa hàng quần áo Nam, cô và bác sĩ Nam dường như ít liên lạc. Không phải vì cô nghi ngờ anh, nhưng hình như anh có ý tránh né cô. Ngoài quay chương trình ra, anh cũng không còn hẹn cô ăn uống như trước nữa. Mà Minh cũng không muốn tông dân khó chịu. Cô vẫn xem bác sĩ Nam là người tốt, là ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, không thể đánh đổi tình yêu với một mối quan hệ được. Đối với cô thì tông dân quan trọng hơn ai hết. Về phía Long, cô nghe Quang Boss kể lại công ty của hắn gần như phá sản. Bên phía lão Lâm vẫn chưa hề hấn gì. Anh ta cũng có nói do tông dân tạm thời chưa có phát binh nên mọi thứ vẫn còn rất tốt. Nhưng mà ngày tàn của lão Lâm cũng không còn xa nữa. Nghe đến đây, tâm trạng của cô bỗng dưng lại vui vẻ đến kỳ lạ. Mấy tên khốn đó phải chết dần chết mòn, cô mới cảm thấy hả dạ trong lòng. Còn nữa, bà Dung, con Hiền, cô lại muốn cho họ có một màn kịch nhớ đời đến chết. Hôm nay sau khi ghi hình cùng với bác sĩ Nam, anh có hẹn cô nói chuyện một chút. Với mình, cô không có bài xích anh, nhưng mối quan hệ của anh và cô cũng chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. Căn tin của đài truyền hình bây giờ khá vắng. Bác sĩ Nam đem đến cho cô một ly trà sữa lạnh. Anh cười cười, nói. Cô thích uống cái này, thì uống đi. Minh nhận lấy, trên môi cũng nở nụ cười. Cảm ơn anh. Anh vẫn thích uống cà phê sữa đá hả? Bác sĩ Nam ngồi xuống ghế, lắc lắc cái ly trong tay. Ừ, cô còn nhớ sao? Có gì lại không nhớ. Tôi ở cùng với anh cũng không phải ít đâu. Nói đến đây, cả hai cùng bật cười. Bác sĩ Nam nhìn cô, anh mím môi nhàn nhạt nói. Tháng sau tôi lấy vợ, vì lý do cá nhân nên không có mời cô đến tham dự được. Cô thông cảm cho tôi nghe. Mình có chút bàng hoàng, bác sĩ Nam có vợ sao? Cô chưa nghe anh kể về bạn gái anh bao giờ, vậy mà lại lấy vợ nhanh tới vậy. Cô thật sự cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy mừng cho anh. Vui vui vẻ vẻ cô chúc mừng. Không sao, anh hạnh phúc là tôi vui rồi, mời hay không cũng không có quan trọng. Ừ, cảm ơn cô. Hai người ngồi nói chuyện một lát nữa, bác sĩ Nam có điện thoại, sau đó xin phép đi trước. Trước khi đi, anh có nói với cô một câu. Thật sự thì tôi đến trễ một chút rồi, nhưng nhìn cô hạnh phúc tôi cảm thấy cũng yên tâm trong lòng. Sau này cô nhất định phải thật hạnh phúc nghe. Tôi luôn chúc phúc cho cô đó. Mình nghe từng lời anh nói, không hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác buồn bã, không có thể giải thích được. Cô vẫn không hiểu vì sao anh lại nói là anh tới trễ. Anh có đến muộn cái gì sao? Đợi anh đi rồi, cô ngồi bần thần nhìn theo bóng lưng gầy của anh. Cô bỗng sinh ra cảm giác hiu quạnh khó diễn tả. Khi anh thông báo anh sắp lấy vợ, cô chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc trong ánh mắt của anh. Cứ như việc anh lấy vợ giống như một điều gì đó bình thường lắm, hay nói đúng hơn là như bị ép buộc phải thực hiện. Đối với cô, anh là một người bạn thân. Cô thật sự không có muốn nhìn thấy bạn mình như vậy. Cuộc sống này vô vị đủ rồi, đừng vì ai đó mà khiến nó trở nên tẻ nhạt thêm. Bác sĩ Nam, chúc anh hạnh phúc. Đầu giờ chiều, mấy vị lớn trong nhà đài có một cuộc hẹn tiếp khách. Tông dân là phó tổng,
nhưng những cuộc gặp gỡ với vài đơn vị tài trợ nhỏ, anh rất ít khi đến dự. Bình thường mấy việc gặp mặt này sẽ không có đến phiên cô tham dự. Nhưng hôm nay, vô tình trên đường họ đi xuống ghé ngang qua khâu hậu trường nơi cô vừa mới ghi hình xong. Phó giám đốc lại có ý mời, cô không thể không nể mặt. Phía trên, cô có phó tổng chống lưng. Phía dưới, cô vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, mà trong nhà đài cũng ít ai biết cô và tông dân đang qua lại. Thành ra vị phó giám đốc bụng to này đương nhiên cũng không thể biết. Thường mấy cuộc gặp gỡ như thế này cũng hay có mấy MC trẻ đẹp đi theo. Mục đích làm gì thì chỉ có bọn họ hiểu rõ. Nói hay thì là để mở rộng quan hệ, còn nói không hay thì đi tìm đại gia lót lưng. Nhưng mà mấy mặt xấu của giới nhà đài thường kín như bưng, không có dễ phô trương như showbiz. Mình thật sự bất đắc dĩ lắm mới đi theo cùng. Cô cũng chỉ nể mặt vị phó giám đốc, có lẽ đến ngồi một chút sau đó sẽ xin phép về trước. Thân làm nhân viên cấp thấp là vậy, may là cô còn có tông dân che chở, nếu không thích gì có thể khóc lóc với anh. Nhưng mà cả đời này cô cũng không có thể tránh khỏi những việc như vậy, mà cô cũng không thể dựa theo anh cả đời mãi được. Đi theo phó giám còn có hai người nữa, một là chị Bình, hai là một đạo diễn trẻ vừa mới ra nghề. Trên đường đi chỉ có ba người họ nói chuyện. Lâu lâu cô cũng ậm ừ cho có, chứ không có muốn giao tiếp quá nhiều. Xe dừng trước cửa hàng Nhật Bản. Cô biết nơi này vì tuần trước có đi theo tông dân đến đây. Nhà hàng này không có lớn lắm, nhưng kiến trúc lạ, không có bàn ghế đại trà như những nhà hàng Tây hay ta. Ở đây, mỗi bàn là một phòng được ngăn cách như những căn phòng của người Nhật. Cửa cũng là cửa gỗ kéo khá thú vị. Lúc cô đi theo phó giám đi vào cũng là lúc tông dân gọi tới. Vừa hay cô nói được tên nhà hàng, điện thoại lại hết pin sụp nguồn. Vị phó giám đi trước cô vừa cười vừa hỏi. Ai gọi về Phương Minh? Là bạn trai à? Minh mỉm cười, gật đầu, cất điện thoại vào trong túi. Dạ, là bạn trai gọi. Điện thoại của tôi xui xẻo lại hết pin. Anh đạo diễn trẻ tốt bụng. Có cần gọi lại không? Tôi cho con mượn điện thoại. Mình nghĩ đến nghĩ lui, thật sự cũng không có nhất thiết phải gọi. Cô nói sơ qua như vậy chắc anh cũng hiểu rồi. Lắc lắc đầu, cô khéo léo từ chối. Cảm ơn đạo diễn, không cần gọi lại đâu. Vị phó giám phía trên lại ồ ồ nói. Cô còn trẻ, chồng con sớm làm gì, kiếm tiền, kiếm chút danh trước cái đã. Mình nhìn theo ông ta, mặc dù những lời nói này nghe ra như người lớn khuyên bảo mấy đứa trẻ trong nhà. Nhưng mà khi nghe ông ta nói, cô lại có cái suy nghĩ khác. Không biết là thế nào, lại cảm thấy không có được đàng hoàng, cũng không có mấy đứng đắn. Chị Bình đi cùng cô nãy giờ vẫn không nói câu gì. Khi đám người đi đến trước phòng bao, chị ta mới nhảy đổng lên, kêu có việc gấp cần làm, lát nữa sẽ chạy đến sau. Phó giám ra vẻ không có vui, nhưng ông cũng không có giữ chị ta ở lại. Chị nói là đi nhanh còn trở lại. Khi chị Bình rời đi, chị có nhìn tôi, ánh mắt chị ta thâm sâu có chút khó lường. Nhân viên phục vụ mặc bộ kimono màu đỏ trang điểm theo phong cách người Nhật. Khi thấy bọn cô có ý vào, liền vui vẻ giúp mở cửa. Mình đi theo sau phó giám. Vừa mới bước vào phòng, cô gần như giật mình khi nhìn những nhân vật có mặt trong phòng này. Trước mặt cô là lão Lâm, thêm mấy lão già mà cô không quen biết. Trong lòng có dự cảm không có được tốt cho lắm. Cô cúi người nói vào tai phó giám. Tôi ra ngoài đi vệ sinh một chút. Phó giám chưa nghe hết câu đã giận dữ. Ở lại đi. Khi nào cô Bình đến thì cô đi. Bớt lải nhải lại đi. Toàn là tai to mặt bự. Cô muốn chết à? Mình cảm thấy mình giống như đã bị lừa đến đây. Nhìn ánh mắt của lão Lâm nhìn cô, bất giác cô cảm thấy sợ hãi. Không nói nhiều, cô định quay người đi ra ngoài. Nhưng cửa lại không thể mở ra được. Bên ngoài hình như bị khóa chặt lại rồi. Linh cảm xấu dần tăng lên. Cô sợ hãi đập cửa. Phía sau lưng lại truyền đến mấy giọng cười ghê rợn. MC,
Cô làm gì vậy? Ngồi xuống một chút, tụi tôi đưa cô ra ngoài ngay thôi mà. Thấy Minh vẫn còn ngoan cố đập cửa la hét, lão phó giám liền kéo tay cô, khiến cô ngã sụp ra đất. Khôn hồn thì câm cái miệng lại đi, đừng có để tôi điên lên, tôi giả cho hết đẹp đó. Minh bây giờ hoảng loạn, cô vùng dậy. Mấy người đừng có làm bậy, còn ông nữa, ông đụng tới tôi, tông dân sẽ róc xương ông đó. Quả thật, tên phó giám nghe đến hai chữ tông dân, mặt mũi có chút xanh xanh. Lão ta hình như đoán được gì đó. Ngay lúc lão ta còn mơ hồ, cô liền vùng dậy, chạy đi, nhưng xui cho cô lại bị lão Lâm tóm lại được. Lão ta bắt được cô, bóp chặt miệng, kéo xuống đất. Tay lão dối lấy cái bình rượu trên bàn, bóp miệng cô mà đổ vào ọng ọc. Mình hoảng loạn, cô đập chân đập tay không ngừng. Xung quanh mấy lão già hùa theo cười cợt. Có tên còn manh động, giữ chân giữ tay cô lại, cho lão Lâm đổ rượu vào miệng. Mình dùng dãy, miệng cô toàn là rượu, khiến cổ họng khô rác, ho không ngừng. Lão Lâm sợ cô bị nghẹn mà tắt thở. Lão liền kéo cô ngồi dậy, bóp lấy cổ. Gương mặt của lão gần sát mặt, ánh mắt lão hung hãn không ngừng. Đi sang phòng bên, tôi với cô cùng chơi vui vẻ. Nói rồi, lão kéo Minh đứng dậy, lôi cô sình sịch đi sang phòng kế bên. Mấy lão già đi theo liền cười sảng khoái, hò hét. Con bé rình lớn lên cho anh em tôi cùng thưởng thức cái giọng MC vàng nghe. Minh run rẩy, giờ đây cô hoảng loạn không ngừng. Lại nhớ đến Phương Minh, em gái của tông dân, lòng cô lại càng lạnh lẽo hơn nữa. Nếu như lão muốn làm bừa, cô thà tự tử chết, chứ không có muốn cho lão ta được tội nguyện. Lão Lâm nhìn chằm chằm cô, lão kéo cô quăng xuống sàn gỗ cứng nhắc. Một tay xé áo cô, một tay bóp lấy cổ. Mày là con Minh, bồ thằng Long, đúng không? Qua mặt tao à? Muốn hại tao sao? Muốn trả thù sao dựa vào khả năng của mày với thằng quắc con tông dân thì được à? Trước kia, con em gái thằng tông dân cũng bị tao chơi tới chết đó. Mày muốn lặp lại một lần nữa hả con điếm? Vừa nói, tay của lão vừa sờ soạng trên người cô. Ánh mắt lão ghê người, chứa đựng toàn là dục vọng. Mình bị lão Lâm bóp chặt cổ. Cô không thể nói được gì ngoài vùng vẫy khắp nơi. Nhìn lão, gằn từng chữ khó khăn lắm, cô nói. Mày, giết tao đi! Lão Lâm bật cười. Bàn tay ghê tởm của lão so một bên ngực cô, lão cười gian ác. Được, giết mày bằng cái này ngang. Tao lại thích chơi mày đến khi mày chết mới thôi. Còn điếm, tao cho mày mở miệng là để rên. Nè, rên đi, rên đi. Mình gần như suy sụp. Cô chưa từng chứng kiến con người nào khốn nạn ghê gớm như vậy. Lão ta cứ như xem thường mạng sống của người khác, xem thường trời đất, xem thường nhân quả. Mình vô thức rơi nước mắt, ở đây không ai cứu cô được nữa rồi. Lão Lâm vừa mới bóp miệng cô, vừa đưa tay lần mò xuống dưới. Cái váy công sở ôm sát người, bị lão mò mẫm tìm dây khóa kéo đến điên người. Vì mất tập trung, Minh liền canh cơ hội dùng dậy, nhưng cô lại không có mạnh bằng lão ta. Một lần nữa, bị lão kéo lại, lão nắm lấy chân cô, kéo quật xuống đất. Hai tay lão nắm tóc cô giật thật mạnh, đầu cô lại bị đập liên tục xuống dưới nền gỗ. Mùi máu tanh xộc vào mũi, vào miệng cô. Đau quá, toàn thân cô đau nhức như bị gãy xương sườn, khóe mắt ướt nhòe. Sự bất lực như khi một năm về trước cô bị bắt phải bỏ con. Đau đớn, tuyệt vọng, mệt mỏi và dục nhã. Nhìn lão Lâm đang kéo cái khóa váy cô xuống, cô nhanh như chớp liền đưa tay quyết định cuối cùng. Sống là người của tông dân thì chết cũng sẽ là người của anh. Thằng chó già này cũng đừng có mong được tội nguyện. Cô dùng hết sức bình sinh đạp cho lão một cái, lưỡi đưa dài ra chỉ còn chờ răng cắn chặt xuống. Ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía lão, cô nói trong uất hận. Mày sẽ chết! Đùng đùng ầm ầm, trong khoảng khắc sinh tử chỉ ngăn cách bằng thời gian ngắn ngủi, một bàn tay ấm áp lại kéo cô về với thực tế, rời xa thần chết. Minh, đừng em! Bàn tay anh nhét vào trong miệng cô. Cô theo quán tính tự sát liền cắn xuống. Lực cắn muốn lấy đi mạng sống nên rất mạnh. Đến khi Minh cảm nhận được có gì đó không đúng,
cô mới mở mắt lên nhìn. Hốc mắt cô rưng rưng, nước mắt không có tự chủ được tuôn trào ra ào ạt. Trên môi nồng nặc mùi máu tươi, cô khó khăn lắm mới nói: "Dân, cứu em." Tông Dân nhìn cô, anh ôm lấy cơ thể run rẩy, nhìn người con gái anh nâng niu thân tàn ma dại trên gương mặt đầy máu, bất giác ác thú trong lòng anh lại trỗi lên. Ôm lấy cơ thể cô, thư ký Kiệt liền đưa một cái áo khoác đến. Anh dùng cái áo bao bọc lấy cơ thể đầy vết đỏ đỏ trên người cô. Lão Lâm giờ đây bị người của anh khống chế, gương mặt của lão không có bất cứ gì là hoảng sợ. Lão bật cười thông dong nói: "Phó tổng, anh làm vậy là sao? Tôi là đang chơi gái. À quên, đùa với em gái anh một chút thôi. Anh làm cái gì mà căng thẳng vậy?" Tông Dân bồng minh lên, ánh mắt anh hung hãn nhìn về phía lão Lâm, mà lão dường như cũng không có gì là sợ hãi. "Thằng chó già này, thử qua một chút vui vẻ không?" Nói rồi, anh ra hiệu cho đàn em đi sau, dần cho lão Lâm một trận. Đến khi máu miệng của lão ọc ra, anh mới chịu cho dừng. Vẫn ôm Minh đã ngất xỉu trong lòng, anh ung dung nhìn về phía của lão ta. "Mày nghĩ mày là ai? Chống mắt lên nhìn xem mày chết như thế nào." Lão Lâm trợn mắt, gương mặt của lão âm u, ghê sợ. "Em gái mày là tao chơi. Mày có bản lãnh nói chuyện được với tao đâu. Đánh tao là giải quyết xong à. Cái đài truyền hình nhỏ xíu của mày nhất định bị xóa sổ. Mày chờ đi." Tông Dân cười nhạt, anh phun vào mặt lão mấy bụm nước miếng, giọng điệu mỉa mai khinh bỉ. "Tao chờ, mày múa tao xem thử, đừng có trách tao không có báo trước cho mày biết. Cái mạng của mày một hai ngày nữa thôi là lìa dương thế rồi đó. Bớt làm ác để tích đức lại đi. Em gái của tao đang chờ mày dưới Hoàng Tuyền để mà trả thù mày đó. Nhanh xuống đi cái thằng chó già động dục." Lão Lâm vẫn còn hung hăng ngoan cố. "Mày đủ bản lĩnh hả?" Tông Dân vỗ vỗ vào mặt của lão, bóp chặt họng lão, nói ra thì rất nhẹ nhàng. "Mày coi thường tao quá đó. Công ty Bảo Lâm của mày mấy năm qua thành công hơn cũng là nhờ tao. Gần đây chật vật hơn cũng là nhờ vào tao. Nói vui nghe chơi một chút thôi. Cái đầu vốn bí ẩn kia là của tao. Thế nào, ổn chứ, thằng chó?" Lão Lâm lần này mới cả kinh. Lão chưa từng để Tông Dân vào trong mắt. Nhưng mà những lời anh nói hồi nãy làm cho lão đủ thông minh để nhận ra. Lão đã bị anh thao túng mấy năm vừa qua mà lão không hề hay biết. "Con bà nói chứ." Trong lòng lão vừa run rẩy vừa lo sợ. Chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại dây lấy lão mạnh mẽ như bây giờ. Lão không muốn chết, không muốn bị mất đi quyền lực, không muốn phải ở tù. Cổ họng của lão nghẹn đắng. Lão hối hận vì ra tay với mình. Lão thực sự đã hối hận. Tông Dân sau khi cảm nhận được mình đang rất khó chịu, anh mới nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trên trán cô máu vẫn rỉ ra, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Ôm cô chạy như bay ra ngoài, anh lạnh lùng nói: "Không cần đánh nữa, rút." Trợ lý Kiệt cùng anh em gật đầu, sau đó nhanh chóng đi theo sau anh. Ngay khi đoàn người Tông Dân vừa rời khỏi, thì lão Hưng cũng vừa hay chạy vô. Phòng kế bên mấy lão già sợ đến xanh mặt, còn lão Lâm lại bần thần ngồi ngay ngốc ở trên nền gỗ lạnh lẽo. Lão Hưng đi đến dìu bạn mình dậy, giọng lão ồm ồm: "Anh Lâm, Tông Dân không phải là người đơn giản, tôi đã từng cảnh cáo anh rồi, tại sao anh không nghe lời tôi?" Lão Lâm thần trí mơ hồ, trên mặt lão đầy máu tươi, lão có chút run rẩy. "Cục điếm đó là con nhỏ từng mang thai con của thằng Long nhà ông biết đúng không?" Lão Hưng giật bắn người, lão thật sự cảm thấy chấn động. Lão chưa từng biết Minh chính là bạn gái trước kia mà bà nhà ông bắt con bé phá đứa con trong bụng. Môi lão mấp máy, tay chân cũng run rẩy. "Không, là sự thật hả?" Lão Lâm sững người, lão và lão Hưng chơi với nhau mấy chục năm, lão tin tưởng vào cái biểu cảm của bạn mình. "Vậy ông nói biết con nhỏ đó là ai, không phải là con điếm từng đi theo thằng Long thì là ai?" Lão Hưng run rẩy thật sự. Lão suy nghĩ nửa ngày không biết có nên nói ra hay không. Cái này... Lão Lâm cơ hồ giận dữ.
lão dùng chút sức lực hét lên. Ông Hưng, tôi với ông cùng chung một con thuyền. Lão Hưng đắn đo trong giây lát. Lão biết nếu ông Lâm không tốt thì sự nghiệp và công danh của ông cũng sẽ không còn. Nhưng mà việc kia nếu nói ra là một tội ác, mà con bé kia lại từng là cô gái đi theo thằng Long con trai của ông, còn bị bà Dung và con Hiền ép bỏ thai. Lòng nhân hậu trong ông trỗi dậy. Lão Hưng, nếu ông giấu tôi cả ông đều có thể sẽ chết. Dưới sự cảnh cáo của lão Lâm, lão Hưng không thể giấu giếm thêm được nữa. Bây giờ lão chỉ có thể cứu được lão, còn nhân hậu nhân từ gì đó không cứu được lão nữa rồi. Hít một hơi dài, lão nói rõ từng tiếng. Cô gái đi theo Tông Dân trước kia, hơn 10 năm trước, ông có còn nhớ không? Cô bé gái người dân tộc, có cậu là đầu bếp. Đại não của lão Lâm như tua nhanh về hơn 10 năm trước. Cô bé gái người dân tộc, ánh mắt nhỏ sáng quắc. Nếu đúng như vậy, lão có thể hạ Tông Dân. Có chút vui mừng, lão run run hỏi lại lão Hưng. Có thiệt vậy không? Ông dựa vào đâu? Lão Hưng hít một hơi dài, định thần lại nói. Ánh mắt của con bé khi nhìn tôi, suốt đời tôi không thấy quên được. Lão Lâm vui mừng ra mặt. Được, được lắm. Ông muốn làm cái gì? Lão Lâm cười ranh mảnh, gian ác. Phá nát cuộc đời con điếm nó. Dương Đông kích Tây. Làm đi. Lão Hưng thoáng rùng mình. Lão dìu ông Lâm ra cửa. Quyết định của lão lần này là đúng hay sai đây? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Bạc Kiếp, tác giả Du Phong Vân. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 8.